Xin chào mừng các bạn đã đến với Mac Daily của ngày 8 tháng 6. Có một điều hiển nhiên đó là những người sử dụng iPhone thì sẽ dùng hệ điều hành iOS và những người dùng Samsung thì sẽ sử dụng hệ điều hành Android. Vậy liệu rằng bạn có bao giờ nghĩ đến việc khi mà chúng ta có một chiếc iPhone trên tay thì sẽ sử dụng hệ điều hành Android hay không? Điều này là hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng đó chỉ là trước đây. Còn bây giờ thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Và bằng cách nào thì chúng ta hãy cùng xem nhé! Bản hệ điều hành Android Marshmallow đang dần chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình trên bức tranh thị phần của Android nói riêng và toàn thế giới di động nói chung, dù chưa thể sánh với sự đồng nhất giữa các bản cập nhật trên iOS. Báo cáo thị phần Android hàng tháng mới nhất của Google đã cho thấy Marshmallow cuối cùng đã vượt qua được mốc thị phần là 10%. Đây được coi là một bước tiến lớn cho phiên bản Android mới nhất hiện tại, bởi cách đây 2 tháng thì Google báo cáo mới chỉ có 4,6% số thiết bị Android chạy Marshmallow và cách đây 1 tháng là 7,5%. Lý do lớn nhất đến từ việc hầu như tất cả flagship trên Android từ đầu năm nay đều được tích hợp Marshmallow từ khi đóng hộp cũng như lịch trình cập nhật lên phiên bản này cho các điện thoại đời cũ từ nhiều nhà sản xuất Android lớn hiện nay. Tuy nhiên thì về tổng thể, rõ ràng Marshmallow vẫn chưa thể đe dọa đến vị trí của hai phiên bản đang dẫn đầu là KitKat với 31,6% thị phần và Lollipop là 35,4% thị phần. Các phiên bản Android cũ hơn nữa là Jollibean, Ice Cream Sandwich và Gingerbread đều ghi nhận sự sụt giảm nhẹ. Tuy nhiên, có một điều rất thú vị là phiên bản Android 2.2 Frojo cổ lỗi sĩ vẫn còn được sử dụng một số lượng nhất định với thị phần là 0,1%. Bên cạnh chiếc Jolacy được phát hành cho lập trình viên vào tuần trước thì mới đây Jola đã hợp tác với thương hiệu Allsister của Nga trong việc ra mắt điện thoại SF chạy hệ điều hành Selfish của mình. Được biết thì đây là một biến thể khác của điện thoại Allsister chạy hệ điều hành Android Lollipop trước đây. Về thông số kỹ thuật thì Allsister SF được tích hợp con chip xử lý MediaTek MT6753 với 8x64 bit Cortex A53, RAM 2GB cùng quả pin dung lượng là 3000mAh. Các thông số phần cứng khác bao gồm màn hình 5 inch HD trên tấm nền IPS, camera chính là 13MP cùng camera phụ là 8MP, có khả năng quay video Full HD, hỗ trợ LTE Cat 4, hỗ trợ 2 SIM. Và đây thực sự là những thông số không hề tồi chút nào nếu xét tới mức giá chỉ dưới $200 của chiếc điện thoại này. Dù sao thì cũng xin chúc mừng những cựu kỹ sư MeeGo của Nokia đã được những thành quả nhất định trong việc cố gắng phổ cập hóa hệ điều hành Surface còn non trẻ này. Bên cạnh nhiều tin đồn trước đây về việc Samsung sẽ bỏ tên gọi Note 6 và thay bằng Note 7 cho chiếc Galaxy Note tiếp theo của mình, hiện tại thì một hình ảnh được cho là rò rỉ từ bộ phận quảng cáo của Samsung tại Trung Quốc đã cho chúng ta một gợi ý có vẻ chính thức về việc củng cố tính xác thực của tin đồn trên. Cụ thể như các bạn đang nhìn thấy thì teaser lần này sẽ có một dòng chữ chờ Next Note cùng con số 7 to tướng ở bên trên. Thực sự thì điều này cũng không có tính xác thực cao vì bức ảnh này được thiết kế là khá sơ sài và không ăn nhập gì với phông chữ hay phong cách thiết kế của Samsung cho lắm. Và hãy thử nhìn sang sự tỉ mỉ của HTC trong các bức ảnh teaser của họ là biết. Nhiều nghi vấn đã cho rằng đây thực chất chỉ là một sản phẩm Photoshop cẩu thả của một thanh niên Trung Quốc mà thôi. Tuy nhiên, tin đồn vẫn là tin đồn, và ta luôn phải chấp nhận rằng một phần trong đó sẽ không bao giờ đúng sự thật. Và phải đến tháng 8 thì Samsung mới chính thức giới thiệu chiếc Galaxy Note tiếp theo của mình, do đó sẽ còn một khoảng thời gian dài để mình và các bạn cùng đoán mò về nó trước khi bước ra ánh sáng. Là một người yêu vọc vạch các phần cứng di động thì hẳn bạn không thể không biết đến cái tên Nick Lee. Anh chính là người đã hack thành công chiếc Apple Watch và cài đặt được hệ điều hành Windows 95 lên đó. Hiện tại thì vị giám đốc công nghệ của hãng phát triển di động Tandigi đang tiếp tục theo đuổi thú vui tao nhã của mình bằng việc cho phép Android có thể chạy được trên các thiết bị iPhone của mình thông qua một bộ vỏ case. Thực tế thì bộ vỏ case này không đơn giản là một cục nhựa thông thường, trong đó sẽ bao gồm một bo mạch hoàn chỉnh trên module của LeeMaker. Nó đã được tùy biến và cài đặt sẵn hệ điều hành Android lên đó và kết nối với iPhone thông qua cổng Lightning. Và một ứng dụng cài sẵn trên iPhone được khởi chạy sẽ cho phép biến chiếc điện thoại Apple thành màn hình chính để hiển thị và điều khiển Android trên vỏ case này. Được biết, mẫu case của Lee tuy đơn giản nhưng vẫn bao gồm khá nhiều kết nối cơ bản như hai cổng USB cùng một cổng HDMI giúp xuất hình ảnh ra màn hình lớn. Do đó thì nếu muốn, bạn hoàn toàn có thể xài Android trên một màn hình khác lớn hơn nhiều so với chiếc iPhone trong thử nghiệm này. Theo Lee, anh tạo ra chiếc vỏ case độc đáo này với mục đích cho vui, với mong muốn Android và iPhone có thể chung giường vào một ngày nào đó. Dù sao thì dự án này mới chỉ trong giai đoạn ban đầu nên Android vẫn chưa thực sự tối ưu tốt trên màn hình của iPhone, nhưng bạn hoàn toàn có thể trông chờ vào những cố gắng tiếp theo của Lee và đội ngũ modder tại 10GD trong thời gian tiếp theo. Có
bạn thấy đây, đôi khi có một số điều khó mà có thể xảy ra nhưng lại xảy ra một cách không ngờ nhờ bàn tay và óc sáng tạo của con người. Và hãy cùng chờ đón những điều đột phá bất ngờ tiếp theo trong làng công nghệ di động nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.